thiệu người hương mại chúng ta lên biểu diễn phần thi của mình. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời câu lạc bộ hương mại lên sân khấu. Xin cảm ơn cô đồng đội đã tham gia. Tiếp theo chương trình, chúng
tôi xin trân trọng kính mời câu lạc bộ Zumba Quan Đình lên biểu diễn phần thi của mình.